Rồi, xin chào mọi người đến với Khang Kiên này. Trên tay mình đây là bộ lọc KB47U các bạn, đến từ Avantech để chúng ta sử dụng trong các phòng thí nghiệm về lọc vi sinh ha, tiếp tuyến. Đó, thì cấu tạo của các sản phẩm khi chúng ta mua cái phụ kiện này nó sẽ bao gồm một cái hộp như thế này, đóng gói ha. Ở đây có rất nhiều các cái sản phẩm KB47U này các bạn. Đó, đến từ nhà Avantech ha, Filter Holder để chúng ta có thể sử dụng trong các phòng lab, nhập khẩu và phân phối bởi Khang Kiên các bạn. Cái dòng bộ lọc chân không này nó kết tạo bằng nhựa các bạn, đem đến độ bền cao và sử dụng rất là chính xác ha, và có nhiều cái điểm nổi bật để chúng ta có thể sử dụng. Rồi, thì ở trên đây nó sẽ thể hiện cho chúng ta là mã của Aventech 47 mm ha, với code đặt hàng ở đây cũng như là loạt nô sản xuất tại Tokyo các bạn, Yoshi. Cái này cũng là một cái tên the name của tiếng Nhật và tiếng Anh. Rồi, đây là bên trong của sản phẩm này. Thì bên mình thường giao cho khách thì mình sẽ khui siêu ha, để kiểm tra độ bẻ móp bên trong. Đó, cung cấp cho chúng ta phụ kiện chính, đây là nắp, chúng ta đưa vô những cái bộ lọc bên dưới ha, bộ lọc chân không tiếp tuyến. Trên đây nó có cái logo của Advantech các bạn, trong này thì nó sẽ có những cái filter GB050NA các bạn, AN chứ. Rồi tiếp đến là một cái nút bần các bạn, đây cái nút bần để tiếp xúc qua như thế này với đầu phi của cái cốt lọc ha. Đó. Nên là toàn bộ của cái lọc filter này. Thì các cái sản phẩm của KB47U này nó được ứng dụng trong lọc vi sinh dung môi bằng nhựa polythene polythene foam ha. Dung tích của phễu chứa vạch chia này là 300 ml các bạn. Chúng ta có thể thấy đây. Đó, 300 từ 50, 100, 150, 200, 250 và 300. Thì trên đây chúng ta kết nối các ống như đây. Rồi, phải nói là cái độ hoàn thiện của Advantech rất là tốt các bạn. Thì nó sẽ giúp chúng ta có thể kết hợp với các cái phi lọc à, để sử dụng. Đây, chúng ta quan sát được phía bên dưới này các bạn. Bên dưới này bao gồm một cái bộ lọc như này, cái filter và các cái lọc nhánh nhỏ trên đây đưa kèm cho chúng ta ha. Đó, mở cũng rất là dễ dàng. Đây, phi lọc nằm bên trong. Rồi tiếp đến là một cái gioăng gioăng cao su. Đó, và đây là cái lọc riêng của chúng ta, đây là cái gioăng cao su. Chúng ta kết nối qua cái nút bần này. Nút bần này đi lên các cái bộ lọc chân không ha. Đó, bộ lọc chân không. Đó, đưa lên các cái bình. Rồi. Như vậy. Đưa qua xuống các cái phễu lọc bên dưới. Đây. Đó. Nhất tiếc là mình đang không có một cái hệ thống lọc ở đây để kết nối cho bạn xem. Nhưng mà sẽ kết nối như thế này. Nút bần bên dưới. Đó, để chúng ta có thể sử dụng phiêu lọc. Đó, cái vạch chia trên đây từ 50 đến 100 như thế này. Dung tích vạch chia tối đa là 300 ml. Đuôi phễu với màng lọc tích hợp cho giấy phi 47 các bạn. À, Vantech cũng có lọc phi giấy lọc phi 47 luôn. Các bạn mua có thể liên hệ với Khang Kiên để mua sản phẩm này. Thì về cơ bản là lọc chân không nó chính là một quá trình tách riêng hỗn hợp không đồng nhất đang nằm ở dạng huyền phù của các môi trường chân không, và bộ lọc chân không sẽ giúp loại bỏ cho chúng ta con người để chúng ta thực hiện được một quy trình đơn giản hơn và nhanh chóng nhất. Thông qua các cái lớp lọc hỗn hợp như thế này thì không đồng nhất sẽ được phân tách riêng qua các cái lớp lọc, trong khi đó thì lớp bã sẽ được giữ lại các bạn, nằm bên trong phễu như thế này. Các cái lớp lọc và dung dịch lọc sẽ đi qua cái màng lọc và áp suất dư so với áp suất bên dưới, bởi vậy nó sẽ có cái gioăng màu nâu như thế này để phân tích các cái sinh vật, hoặc là lọc các cái hoặc phân tích các cái nhiễm xạ từng phần, hoặc là cho tinh chế các cái chất lỏng hữu cơ ăn mòn như dung môi các bạn, pha di động trong phân tích HPLC các bạn. Và chúng ta có thể thấy rằng trong các công nghiệp thì chúng ta sử dụng nhiều thiết bị lọc chung hay bộ lọc chân không. Thiết bị lọc này nói riêng các bạn, thì thiết bị lọc chúng ta phân tách các hỗn hợp riêng không đồng nhất qua một cái lớp lọc đó. Thì chân không thì trong lý thuyết cổ điển thì nó sẽ làm không gian không chứa vật chất, như vậy thì chân không có thể tích khác và khối lượng khác, và do đó năng lượng bằng không, do đó vật chất bên trong cũng như là vật chất là nơi không có áp suất. Vì vậy lọc chân không nó là quá trình riêng hỗn hợp không đồng nhất ở dạng là huyền phù dưới dung môi môi trường, chúng ta có thể dùng chủ yếu trong các cái phòng thí nghiệm đó, nghiên cứu tại phòng thí nghiệm này, lọc dung môi, lọc các cái khí khi dùng cho dung môi sắc ký này, pha động, hoặc là các hệ thống lọc chân không được sử dụng tại nhiều phòng thí nghiệm các bạn.
hoặc là lọc dung môi, các loại khí. Bên cạnh lọc chân không, sử dụng bộ lọc chân không còn có tác dụng chúng ta lọc các loại khí dung môi trong quá trình nghiên cứu, giúp kết quả nghiên cứu của ta chính xác nhất các bạn. Đó, thì đây là Advantech ha, nó thiết kế một cái màu vàng như thế này, nội địa Nhật. Trên đây có cái logo của Advantech, chúng ta thấy đây, thiết kế rất là tinh xảo ha. Và máy đo thí nghiệm com các bạn có thể truy cập để mua vị trí để gắn ha. Cốc thành phẩm như đây, một nút bần và nhiều cái lọc nhánh nhỏ để chúng ta kết nối vô đây để lọc thêm ha. 246 cái phụ kiện như thế này để cho chúng ta có thể mua hàng các bạn, và nó lọc đó, kết nối như vậy. Thêm một bộ lọc, ở đây chúng ta sẽ có thể để các cái giấy lọc vô ha. Ta có thể mua các cái loại giấy lọc của Adventech cũng rất là xịn các bạn, và luôn có sẵn tại Khang Kiên để ta có thể mua. Rồi, và đây là bộ lọc chân không các bạn, bộ lọc KB47U 47 mm ha, sẽ sử dụng với các cái giấy lọc định lượng định tính 47 mm của Advantech hoặc là các cái hãng có trên thị trường các bạn. Thì các bạn có thể quan tâm đến mã code đặt hàng là 4330120 các bạn, của Advantech. Rồi các bạn có thể truy cập website máy đo thí nghiệm.com.vn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.